Tại một số đại lý SIM thẻ, trong vai người cần mua SIM điện thoại, chúng tôi được người bán giới thiệu nhiều loại SIM của các nhà mạng với giá tiền khác nhau. Nếu mà 70.000 thì là tài khoản 60.000, đấy lắp luôn vào luôn. Dùng luôn. Có cái SIM, tài khoản nhiều nhiều data. Bao tiền? 9.000. Có phải đăng ký gì không ạ? Không có. Cứ lắp vào rồi. Đây là một chiếc SIM điện thoại mà tôi vừa mua được với giá 70.000 đồng tại một đại lý bán SIM thẻ. Chủ đại lý quảng cáo là SIM không cần đăng ký thông tin thuê bao chính chủ mà chỉ cần lắp vào và có thể sử dụng được bình thường. Tình trạng bán SIM đã kích hoạt sẵn tại một số đại lý trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn tiếp tục tiếp diễn. Về quy định dừng bán SIM tại các đại lý, nhân viên tại một số cửa hàng trả lời chưa nhận được thông báo từ các nhà mạng nên việc mua bán SIM không cần đăng ký vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, đối với một số đại lý ủy quyền chính thức của các nhà mạng, đến ngày hôm nay, tài khoản đăng ký thông tin thuê bao của chủ đại lý đã bị khóa. Do vậy, chủ đại lý không thể bán SIM mới cho khách hàng. Sau ngày 19 thì chủ trương khóa của các nhà mạng thì chỉ còn một vài một số user thôi. Thì hoạt động của chị sẽ chậm hơn, không còn như trước. Thì còn các SIM của chị hiện tại, nguyên kit hiện tại đang tồn đọng ở cửa hàng thì sẽ được nhà mạng thu hồi về. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, hiện 80% SIM của các nhà mạng được phát hành qua kênh đại lý. Nhiều đại lý lách luật thuê người đứng tên thuê bao, sau đó bán ra thị trường cho người khác. Đây là một trong những lỗ hổng phát tán tràn lan SIM rác, cần sớm được chấn chỉnh. Mình bán SIM ở các đại lý thì mình khó kiểm soát được. Em nghĩ là chúng ta nên có những đại lý chính thống của cơ quan nhà nước kiểm soát thì sẽ hợp lý hơn. Hiện tại thì bọn em vẫn dễ dàng mua SIM rác ở ngoài và em thấy cái chuyện đấy nó nên xử lý triệt để hơn. Bởi vì em thấy rất là phiền khi mà vẫn nhận được những cái tin nhắn hay là cuộc gọi từ những cái SIM rác ấy ạ.